Thưa quý vị, chúng ta có tin sự yêu thích âm nhạc đôi khi nó chạy trong cùng một huyết thống, cũng như chúng ta thấy gia đình của cố nhạc sĩ Lữ Liên hoặc là gia đình Phạm Duy. Thì hôm nay trong chương trình Hòa điệu hai thế giới âm nhạc cũng có một gia đình mà hình như sự đam mê âm nhạc chạy chung cùng một dòng máu của mình. Đó chính là gia đình của MC Phạm Đăng Phương và bác sĩ Búp Lê, và cùng hai cô con gái Belinda, Tâm Đan và Kim Thủy. Thưa quý vị, chính vì tình yêu dành cho âm nhạc của gia đình này khiến cho cô Phương Lan, pianist của chúng ta vừa rồi, rất là ngưỡng mộ. Và trong cái cảm xúc đó đã ra đời một bản nhạc do Phương Lan sáng tác, một bản nhạc không lời. Nói là không lời vì trong đó không kèm theo vốn từ ngữ có thể diễn đạt, nhưng mọi người sẽ hiểu được những gì mà người viết nhạc truyền tải. Mendelssohn đã soạn ra những tuyệt tác không lời ấy trong một tập nhạc rất là nổi tiếng mà ông đặt tên là Song Without Words. Trong chương trình này, đêm hòa điệu hai thế giới âm nhạc, hôm nay bản nhạc của Phương Lan cứ cho là một bản A Song Without Words, nhưng đúng ra nó có lời. Đó là cảm xúc của tình yêu mà Phương Lan đã cảm nhận trong chương trình âm nhạc này, và tình yêu mà chúng ta có trong cuộc sống đời thường. Khi nghe những giai điệu lắng xuống của bài nhạc như những thăng trầm của đời người, và nếu không có những đoạn nhạc nhí nhảnh như tiếng cười của trẻ thơ hay những tiết tấu diễn tả sự bình an của cuộc đời đáng yêu khi ta có bên nhau, thì chắc sự không lời này sẽ buồn lắm. Sự dũng cảm của tình yêu giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, giữa con cái, giữa những người bạn tri âm hay một người tình chính là điểm thu hút để nối kết thành một chương trình hòa điệu không những giữa hai thế hệ mà còn hòa điệu giữa hai thế giới âm nhạc với nhau mà tưởng như là riêng biệt. Ban nhạc Pink Martini của thành phố Portland, Oregon thường lấy một khúc melody của tác phẩm cổ điển nào đó để làm phần interlude trong bài nhạc của mình như là một phong cách mới lạ. Trong bản nhạc, Phương Lan cũng lấy một tiết tấu nhỏ của Louis Morrow Ghost Chart nối kết với dòng nhạc của mình để kết thúc bản nhạc mà Phương Lan viết ra. Hy vọng mọi người ở đây sẽ yêu thích và yêu mến nó. Xin trân trọng giới thiệu, Phương Lan sẽ cho chúng ta bản hát Word Without Word. Music Without Word. Xin quý vị cảm ơn quý vị và cho Phương Lan một tràng pháo tay đặc biệt cho quý vị. To lên quý vị. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe.